Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024. Chắc đến với các bạn là nó là trưa rồi. Chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều cái tin cũng có là tương đối là vui đối với nước Nga, đối với bên các lực lượng vũ trang Nga. Chúng ta biết là tại cái khu vực này, chúng ta biết là trong vòng 3 đến 4 tuần nữa thì Nga cũng có thời gian là sẽ lập cái vùng đệm và có thể là tấn công sang cái khu vực bên Kharkov. Tuy nhiên là hiện nay cái thời tiết đang rất là xấu, cho nên là có những cái muốn mà cũng chưa thể làm được. Thì chúng ta biết là cả cái khu vực này, cái vạt biên giới này, chúng ta đã vẽ rất nhiều lần. Thì đây là khu vực Kharkov. Bên này sẽ là Bangorod, bên này là Sumy, bên này nó sẽ là Kursk, bên này là Chernihiv, bên này nó sẽ là Bryansk. Lại cái khu vực này, ngày hôm qua Nga đã tiêu diệt được 20 lính thám báo của Ukraine tại bên biên giới, và kể từ ngày chiến dịch đặc biệt từ năm 2022 đến bây giờ thì khu vực này Nga đã tiêu diệt là 1.500 lính Ukraine, 200 xe vũ trang chiến đấu, tức là 2 năm đấy các bạn nhé, tại cái khu vực này, chính xác là khu vực này luôn. Vì để chuẩn bị tạo vùng đệm trong vòng 1-2 tuần tới, cho nên Nga đang tập trung rất là nhiều. Rồi đây là tại khu Sumy, Sumy thì Nga cũng đang tập trung đánh vào đây, ngày hôm qua là đánh vào đây. Sumy là đánh cái chỗ khu vực này, trên này. Tại khu vực Sumy thì Nga cũng đã tiêu diệt được một hệ thống pháo ở khu vực này, Vorosdi của Sumy, và một cái doanh trại, và có thể nói là đã tiêu diệt được một cái Patriot tại khu vực này. Chúng ta xuống khu vực này các bạn nhé. Hôm trước chúng ta đã nói là cái Patriot là nó kéo thôi, nó bắn sang cái IL-76 của Nga đấy, là từ Leipzig. Đây thì chúng ta xóa cái chỗ này, chúng ta xuống khu vực này. Hiện nay các cái khu vực này, chúng ta biết là bên Ukraine đang sơ tán dân khu vực này, từ Sarada đây các bạn. Đây là khu vực này, thì xung quanh đây là đều đi hết nhé. Đây là Sarada. Tức là đang cái chỗ này là chính này. Đấy, đi đâu đây thì đi. Đây là bốn chỗ, bốn vị trí. Tức là đi càng xa càng tốt, chứ đừng có về chỗ Kupian tí nữa thì xử lý tiếp, đừng có về đó. Tóm lại là cứ đi về hướng Tây Nam, sau đó là đi đâu đấy thì đi. Thì cái dân này, chủ yếu là cái dân cũng là theo cái chính quyền của Ukraine thôi, chỉ còn dân thường, dân mà Nga có khi nó cũng chả đi đâu các bạn. Hiện nay đang sơ tán, có thể nói gọi là sơ tán lớn đấy, ở khu vực này. Còn như hôm trước thì chúng ta biết là bên Ukraine đã sử dụng cái IL, tức là Patriot, để bắn sang cái IL-76 của Nga ở cái khu vực này. Đấy, chúng ta thấy nó như thế này, Ukraine là như thế này. Thì bây giờ tôi đi vào sâu cái chỗ này để chúng ta thấy. Hôm trước là đánh cái chỗ lép đây, Lipsy đây các bạn. Đây, chính xác là đây, Lipsy. Còn khu vực trên kia, đây chỗ này các bạn nhé, đánh dấu vào quên này. Còn Zablonova đây là bị rơi đây, trong khi mà đang chuẩn bị bay về cái hướng này đấy, đang bay về Mangurus đây thì là coi như là bị rơi tại đây. Bắn từ đây 100 km này các bạn đây nha. Chúng ta cứ từ từ chúng ta làm rõ thôi, mọi cái vấn đề nó đâu nó sẽ rõ đấy. Đây là Lipsy, còn đây là Zablonova, đây từ dưới này là Kharkov. Bây giờ chúng ta vào khu vực này, Lipsy. Thì Lipsy sau đó một cái thì chúng ta biết là Patriot sau 30 phút thì người ta đã sẽ chuyển đi ngay. Bây giờ chuyển đi đâu? Nga xác định luôn, tức là sau khi mà ấy thì bị, tức là Nga nó truy trên vệ tinh là nó biết phóng từ đâu liền,
từ đâu tới là nó biết liền, thì nó xác định là Lipsy. Thì hôm đấy là chúng ta nhớ là đánh tan nát cái khu vực Lipsy này rồi, nhưng mà có lẽ là Patriot nó đã chuyển đi đâu, thì chúng ta thấy bên này là toàn hồ sông hết này. Đấy, toàn hồ sông hết thì rất là khó đi bên này. Đấy, không có đường đâu mà đi nhá. Đây là hồ sông rất là lớn. Đấy, lớn như vậy thế thì nó phải chuyển đâu, nó không kịp thì chuyển đi đâu? Chuyển tới cái chỗ Europlex ở đâu, khu vực này thì phải này, đâu này, nó bé quá. Đây Europlex đây các bạn nhé, tức là nó đi từ đây, từ đây tới đây. Một cái IL-76 thì không là cái gì hết, thì đây là nó là cái chỗ này. Cái này là tôi thấy là nó giống như là cái trong cái mái mà mái nhà to, xong tức là ở trong là đó là để máy bay đấy, cái dạng như vậy. Nhưng mà đây nó để cái hệ thống tên lửa ở đây này, đây này, đúng rồi đây này. Đấy, các bạn tí này các bạn thấy cái Europlex này nó để trong cái nhà này, đấy, giấu trong cái nhà này đấy, chứ không có để vào trong khu dân cư. Tức là để đại khái nôm na là giấu giữa trời đấy, chả ai nghĩ là cái chỗ này là để Patriot hết. Thì Nga đã phát hiện ra và đã tiêu diệt cái Patriot này, như vậy là trả lời sòng phẳng với cái IL-76. Thì chúng ta biết cái IL-76 thực tế giá nó chỉ tầm khoảng 5 tỷ rúp thôi, 5 tỷ rúp tính ra ra cái đô la Mỹ thì tầm khoảng cũng là 50 50 triệu đô, 55 triệu đô đó các bạn nhé, 55 triệu đô. Mà trong khi một cái Patriot thì các bạn biết là nếu mà tất thì là nó là hết khoảng 1 tỷ, hết 1 tỷ tỷ đô, thì coi như gấp 20 lần, tiêu diệt cái em này 20 lần. Đứng về mặt máu và trở nợ nợ máu mà coi như tài sản bất tài sản thì coi như là thắng rồi, tức là gấp tới 50, là gấp tới 20 triệu, 20 lần, gấp 20 lần các bạn nhé, tức là bằng 20 cái IL-76. Thì cái này là đau, bên này là đau rồi đây, còn bên kia thì tình hình mà đang giải quyết cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ nói sau. Thì tại cái khu vực Sumy Belgorod này, Sumy với các cốt này, thì Nga hôm qua thứ nhất là tiêu diệt được là một cái hệ thống pháo, một cái trang trại quân đội và một cái Patriot. Đấy, từ nay trở đi sẽ không nghe, là cứ bay thoải mái thôi. Patriot nó không phải sẵn đâu, nhưng mà không biết là chắc là bên Đức nó đưa qua đấy các bạn. Rồi bây giờ đến cái khu vực Kupian. Bây giờ Kupian cái chỗ này thì chúng ta thấy là chúng ta biết là chuẩn bị Nga đánh lớn các khu vực này mà. Hôm trước là chúng ta thấy là cả cái ồ ạt, có những các loại Su-34 mà khu vực này là biết rồi. Đấy, thì hôm qua chỗ Shinkoka này thì hôm qua cũng bắt đầu có thành công. Đấy, thật là có thành công. Đây, chúng ta thấy là Shikoka bây giờ là Nga không có đánh thẳng xuống dưới đây như mấy bữa nữa. Thì Nga bữa nay Nga đánh theo kiểu đây, mấy bữa là chúng ta bảo là các bạn nhớ mà đánh xuống đây cũng đánh một cái đánh sang bên này đấy. Đấy. Trong cái bên này cứ đánh sang bên này chứ đâu 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 đánh vào đây, đâu đánh vào đây là coi như là khó khăn quá, xương sầu quá, nó thành trì nhiều quá. Như hôm qua cũng đánh xuống đây. Đấy. Lấy được một nửa cái khu trên này. Một nửa khu trên này. Sáng thành vùng sáng đánh giao tranh và Nga đánh sang cái phía bên này và chiếm được miếng này, đây chính thức là chiếm được miếng này, chúng ta có thể vẽ đấy. Hôm qua là chiếm được cái này và cũng tiếp tục khai thác theo cái hướng đó, tiếp tục khai thác theo hướng này, tức là đánh phía này rồi sau này đánh quật lên sau đấy các bạn, ý là như vậy đó. Và đánh xuống này thì tôi thấy là vẽ tiếp tục vẽ được sâu xuống dưới này, nhưng mà vẽ chỗ này nó thành là theo cái dạng là định, tức là sẽ xuống đó thôi. Nếu mà tôi không đổi màu thì tôi cứ làm những chấm chấm như thế này là các bạn biết là sẽ đánh xuống dưới này và vẽ sâu xuống này các bạn nha. Thế như thế này là rất là thuận lợi rồi, ok rồi. Bây giờ chúng ta xuống phía dưới này, Kupian. Kupian đây thì chúng ta thấy là nó phân tích rất nhiều lần rồi, tức là nó bên cái sông Oskol đây thì nó bên tay tay trái này là rất là lớn, còn bên tay phải thì nó bé hơn, nó bé hơn. Đấy. Thì
Hôm nay ở đây người ta bắt đầu cho đi sơ tán, dân sơ tán và các nhân viên của nhà nước sơ tán và thành lập các cái điểm y tế cũng như là tư vấn cho nhân dân chỗ nào ok, chỗ nào không ok. Và các lực lượng vũ trang của bên Ukraine hiện nay đang chuẩn bị rất là tất bật, chuẩn bị đón các trận đánh lớn của Nga tại khu vực này. Thì ở đây chúng tôi thấy là có một cái thông tin, đây là Kupian Preparation, tức là chuẩn bị đấy các bạn. Thì đây là in the Kupiansk district, the armed force of Ukraine is mining, crossing across, tức là tại cái thành phố Kupiansk này, thì các lực lượng vũ trang của Ukraine là người ta đang khai thác tất cả các điểm giao cắt, tức là các ngã tư đấy, các điểm giao cắt cũng như là ngã tư của sông Oskol, tức là các cái chỗ mà qua sông đấy các bạn, đấy, chỗ, các cái đường gọi là đường qua sông, nôm na là như vậy. Oskol in the right bands pass of Ukraine Kupiansk firing point are being installed at the roofs of high rise building, tức là cái phía bên tay phải, cái phần bên tay phải của cái Kupia đấy, thì bắt đầu là người ta bắt đầu là khai thác cái điểm cao đó, khai thác cái điểm cao ở trên tất cả các cái tòa nhà mà cao tầng, tức là để làm cái điểm bắn đấy các bạn, tức là nó khai thác các cái điểm cao trên các nhà cao tầng tại Kupian phía bên tay phải để làm cái điểm bắn nếu trong trường hợp mà quân Nga qua đây. Thì chúng ta thấy là đây cái quận đấy là nó các lực vũ trang đã tức là chấn giữ khai thác cái điểm giao cắt đó để mà đưa hỏa lực lên trên cao, nôm na là như vậy. Thế thì như vậy chúng ta thấy nó là ở đâu, đây là mà Kupian, đây cái Shinkoka lúc nãy chúng ta nói đây, thì Nga đang theo cái hướng hướng này xuống đấy, sẽ xuống 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 chỗ này đấy các bạn. Còn cái chỗ này thì là hôm nãy chúng ta nói đây, đây thì sẽ lấy Shinkoka lấy được một nửa rồi sẽ xuống dưới này. Đấy, thì cái chỗ trên này là chúng ta thấy là hôm nãy ta vẽ rồi, tức là nửa đã là của Nga rồi mà chưa vẽ rồi. Thì đây là cái Kupian thì vô cùng lớn đấy. Kupian có thể nói như thế này, thì cái sông Oskol nó chảy như thế này, chảy như thế này thì chúng ta thấy là cái gọi là right path, thì nó là cái phần này, tức là cái phần phía bên tay phải của sông Oskol. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái điểm giao cắt, ví dụ như là đây các cái đường này là đường vào trung tâm đấy các bạn. Chỗ này chúng ta nói hồi xưa chúng ta đã nói chuyện đây là có một cái market đấy, một cái siêu thị đây rất là lớn này, thì đã từng đánh ở đây rồi, cái cầu này cũng đã đánh sập rồi, sau đó là lại làm lại. Thì có rất nhiều cái cầu đi vào đây, đi vào sông, đi 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 vào cái thành phố qua bên bên kia sông, nó tóm lại là như vậy. Thì theo tôi là có hai cầu rất lớn, còn các cái cầu nhỏ thôi, thì đây là các điểm giao cắt đấy các bạn. Đấy. Thì hiện nay là các cái lực lượng vũ trang của Ukraine đang tất cả các điểm giao cắt này để sử dụng để mà coi như là có thể là đánh sập. Đấy, có thể đánh sập nếu trong các lực lượng mà của Nga trong tương lai mà đánh vào Kupian từ phía bên tay phải xong, từ đây là tức là bên bên tả ngạn xong thì sẽ bị đánh sập không qua được. Đấy. Thì trên này thì trong này thì có các cái tòa nhà cao tầng thì bắt đầu là họ đã lắp đặt hết tất cả các cái hệ thống súng hỏa lực ở trên này để nếu mà trong trường hợp mà Nga mà từ bên tay phải đánh sang thì họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt. Đấy, tất cả cái khu vực này là họ đã tức là súng đã sẵn sàng hết rồi các bạn nhé. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà Nga mà muốn chiếm Kupian mà chiếm từ cái hướng này, chúng ta đã phân tích rất nhiều rồi, đấy, từ hướng này sẽ rất là khó khăn. Đấy. Mà Nga thì đã đánh sập tất cả cái cầu, gần như là đánh sập hết, còn cái suối Barova là chưa thôi. Tức là nếu mà có tiếp viện từ bên trái sang bên phải của lực lượng Nga Ukraine thì sẽ rất là khó khăn, tức là anh phải xuống thật sâu phía dưới gần tới Liman đấy là anh mới bóc lên, không phải Liman gần chưa tới Terni đâu, tầm cái chỗ Makivka là anh mới bóc lên được. Thì với tiếp viện bên này thì tóm lại như vậy ấy, là bên Ukraine nó đã xác định là coi như là mất cái bên phần tay phải và cố gắng triệt tiêu lực lượng của Nga, tiêu hao cái cao nhất nếu mà muốn đánh vào Kupian theo hướng hướng phải. Đấy, tất cả cái bên tay phải lúc nãy chúng ta nói rồi của thành phố là người ta đã chuẩn bị hết là đón đón đầu. Cho nên trước đây là chúng tôi cũng có nói là Nga nếu mà đánh phía trên này
đánh qua, hoặc là nếu mà khắc cốt mà đánh theo cái kiểu mà từ biên giới qua đấy. Đấy, chúng ta thấy lúc nãy mà dân sơ tán đấy thì đánh xuống bên này thì là tốt nhất đấy, tức là cái lực lượng khác là đánh bên tay hữu ngạn của Kupian, và cái lực lượng chính sẽ đánh từ bên phải Kupian, hoặc ít nhất là chiếm tới cái sông Oshko xuống tận dưới Terni, xuống từ từ Nevska cũng như là Makitka Kramina xuống Lima luôn đấy các bạn nhé. Đấy thì hiện nay cái khu vực này nó là như vậy. Đấy. Xin quốc ca là như vậy rồi. Bây giờ chúng ta rõ chỗ này nhá. Bây giờ chúng ta thông qua cái chỗ này này. Thì chúng ta thông qua chỗ này. Đấy. Còn nếu mà các lực lượng của Nga mà đánh như trước đây, sẽ đánh qua đây, ồ ạt qua đây ấy, thì chúng ta thấy là đi đánh xuống dưới này thì vào đây bên này là Kupian đây thì là đơn giản. Đấy. Nếu đánh được như thế này thì tốt quá. Còn cái sông Oshko đây thì nó sẽ là đi từ bên Nga, nó chạy chạy qua. Đấy, bên tay phải thì nó ít hơn. Đấy, bắt đầu là xuống dưới này. Đó. Xuống dưới này các bạn nhé. Thì như vậy là chúng ta đã nói xong cái chỗ Shinkovka và cái sự chuẩn bị của Ukraine tại Kupiansk. Bây giờ chúng ta vào khu vực này. Khu vực này nó gọi là Kolyarovka. Khẩu súng này. Trước khi vào cái chỗ này thì tôi nói cái chỗ này trước. Đây của Kolyarovka. Bây giờ trước hết vào chỗ này thì ta nói này trước này. À, những cái điểm mà cần lưu ý trước này, chứ không thể lại tưởng là nói nhầm. Thứ nhất là đây có một cái Pishchane. Đây là có cái một cái nữa là cũng Pishchane, tức là hai cái Pishchane gần nhau. À, cho nên là nhiều khi nói cái Pishchane Nam hay là Bắc là trên hay dưới là khác nhau các bạn nhé. Rồi. Hôm qua là Nga tấn công các khu vực này, Kolyarovka đánh xuống. Này, đánh lên. Cái chỗ này là Kurokomane thì chúng ta biết là cái chỗ này mình sẽ đánh xuống là đánh xuống cái gì các bạn biết chưa? Petrove đấy, nhưng mà đánh ra sẽ nó ra và nó tiệm cận gần nhất với cái lưng của cái sông đó. Các bạn cứ từ từ nghe từng vấn đề một, rồi sau đó là tôi sẽ, đây là tôi nói cụ thể, tí nữa tôi sẽ quy nạp lại cái tổng thể thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Thì cái khu vực này thì hôm qua là Nga đánh đây và cuối cùng là đã lấy được cái khu vực này. Nôm na thế thì tóm lại là khu vực này là Nga mới lấy được, nó gọi là Tabaika. Tabaika tức là có cái địa danh nào là lượm thôi. À. Thì chúng ta có thể là đánh dấu vào đây. Đấy là cái chỗ này là cái chỗ mà đây là cái mới các bạn nhé, cái đánh dấu này chúng ta sẽ thấy đây là cái mới. Thì đánh đây được rồi, chiếm đây gom lắm rồi thì bắt đầu là bên bên Ukraine người ta nó chạy. Nó đương nhiên là chạy rồi. Chạy đi đâu nó chạy. Chưa về đây đâu các bạn. Mà là về đây này. Bắt đầu là Nga chỗ này thì ngon quá rồi. Kolyarovka thì xưa nay đánh mãi chưa được. Đánh lên chứ, tội gì không đánh lên. Đánh lên chứ, rồi. Cuối cùng chỗ này cũng được nhưng mà chưa được vẽ. À, ngon lành cảnh đào luôn. À, cái này là Dũng vẽ thôi nha. Nhưng mà cái ngày mai các bạn sẽ thấy cái chỗ này. Đấy luôn Kolyarovka này. À, rồi, tiếp tục. Không lẽ đánh thế thôi à? Đánh lên luôn. Kislovka. Đấy. Còn anh Zahine đánh ra. Mà anh này đánh ra chưa tới Ivanovka đâu. Thì bắt đầu là các lực lượng của bên này nó bắt đầu chạy. Chạy. À quên, cái màu. Đấy, bắt đầu là các anh chạy. Các anh chạy được có thể chạy lên đây. Đấy. Còn các anh này chạy từ về đây. Làm luôn một lần luôn đấy, cái mũi tên một lần luôn cho cánh chạy vào đây. Thì nói chung là cái khu vực này là chắc là ngày mai Nga cũng cái khu vực này chắc là ngày mai hay ngày nói chung là sớm thôi là Nga phải lấy bằng được cái Ivanovka này. Bây giờ nó nằm trong trong tay rồi, đang chạy hết rồi cả cái Stepove này nữa đấy. Thì còn mấy cái điểm này là Nga sẽ đánh. Thế thì như vậy là như thế là cái chỗ này là Nga cũng đã có vẻ là so với Pestorove này thì có vẻ gần hơn ở đây. Thì chúng ta thấy xong chỗ này nhá. Tabaika, đây là cái gọi là danh hiệu mới, tức là một cái phần thưởng mới. Còn Kolyarovka ăn theo. Rồi. Cái chỗ thực tế là Kolyarovka này cũng đã trước đây cũng được rồi. Sau đó là bị Ukraine phản công lại. Nhưng mà đến hôm qua thì coi như tranh thủ làm luôn. Dưới này.
Thì dưới này thì mấy ngày nay thì chúng ta đều nói cái chỗ này hết rồi, nhưng mà có cái là chỗ này là vận động là kém quá. Thì hôm trước là chúng ta nói là nếu mà đánh tới đây thì từ đây sẽ tiệm cận ra ra cái ngoài đấy, nhưng mà cái chỗ này là đánh không được. Thì mấy ngày nay chỉ đánh tới cái chỗ này thôi. Hôm trước là còn hôm qua là còn bị rút vào đây, thì hôm nay để đánh tới đây thì hôm qua chúng ta đã nói rồi. Nhưng phải lấy cho bằng được cái Berestova này. Nếu không lấy được cái Berestova này thì tại ngoài này trống hết rồi thì là sẽ rất khó. Thì đây nó cũng là cái thành trì, nhưng mà tôi nghĩ là cái nếu mà cái đà này Nga đánh thì rất là nhanh. Thì hôm trước là chúng ta nói là nếu mà đánh được ra tới cái chỗ này, cái mỏm này, thì chúng ta đo ra ra đây, thì hôm đấy là chúng ta nói là ra đây là rất là gần chỗ Krasnikovka này, thì rất là gần. Nhưng mà bây giờ có vẻ như là đánh cái chỗ Tay Baka này hôm qua lại ngon hơn, thì có khi là đánh ra đây lại gần hơn. Đấy. Nhưng ở đây có khi còn gần hơn, chúng ta thấy này. Và đây là nói cái mỏm này, chứ còn nếu mà đánh là đánh phải đánh từ trong này, thì thực tế là nó còn xa hơn nữa. Đấy, cái hồi đó nó đánh trong này, các bạn nhớ chưa? Đấy là hồi đấy tôi nói là cái lưng, thì hôm nay làm đúng như vậy đấy các bạn. Đấy, cái lưng của cái sông này, cái sông mà chảy từ trên Kupian xuống đấy. Đấy thì bây giờ như vậy là hôm qua Nga đánh đây ngon rồi, thì còn cái Pichan là lúc nãy nói này. Đấy, thì chúng ta thấy là cả một cái vùng đất này rộng lớn, gần như là không có một cái nhà dân ở hết. Thì như vậy là có khả năng là Nga sẽ tấn công rất nhanh và rất nhiều vào khu vực này. Tôi nói là trong vòng 1-2 tuần tới, mà chậm nhất là 3-4 tuần tới là phải ra tới sông này. Không, ra tới sông này cũng là chậm đấy, chứ không phải là nhanh đâu. Nhưng mà bây giờ cái thời tiết bây giờ nó là nó lạnh, nó giá, nó có cả âm 10 độ, âm 20 độ, thì nó coi như vận động nó cũng khó lắm các bạn, không phải dễ đâu. Rồi, tuyết tan, tuyết chưa tan rồi bắt đầu mìn với các loại. Còn bên cái khu vực này chúng ta biết là nó là tức là cái hệ thống phòng thủ rất là chắc. Đây, đây nó từ từ cái chỗ Pisa này, đấy, xuống chỗ này, đây. Đấy, cái chỗ này nó rất là chắc các bạn nhé, cho nên là không phải là qua được khu vực này một cái đơn giản đâu. Thì theo tôi được biết là trong trong cái đoạn này là nó có năm cái thành trì, của bên Ukraine, là người ta tức là dạng công sự vững chắc đấy, là nó năm cái đấy xuống dưới này. Thì bây giờ nếu mà Nga được cái chỗ này thì từ chỗ này mà đi ra đây là như thế là còn 10 cây, 10 km, nhưng mà đây là đường ruộng không, đường đồng đồng bằng không, mình chỉ có sợ mìn thôi. Còn từ đây mà ra đây hôm trước chúng ta đo là tới 15 cây, các bạn nhớ chưa? Đấy, 15 cây. Như vậy là cái chỗ nào ra được là cứ ra. Thì cái chỗ khu vực này thì chúng ta lúc nãy nói rồi là Nga sẽ lấy sớm thôi. Đấy, chỗ mà từ giá thì này đi ra chỗ Vinovka đây này, đi Slovka đi đánh lên đấy. Còn cái chỗ này là Korokman Nga thì Nga đã lấy rồi, khu vực trong này là lấy rồi. Như vậy là tất cả Nga đang dâng dâng dần dâng dần, vấn đề là giải quyết vấn đề mìn thôi cái chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta thấy là Ukraine đang rút lui từ Zatina xuống ra Ivanovka để mà ra ngoài đường. Đấy, mấy cái chỗ này đây, Zatina, Ivanovka ra tới ngoài đường. Tất cả đây là bom mìn rất nhiều. Nhưng mà hiện nay Nga đánh cái khu vực này là không phải là mục tiêu là các cái làng này, mà mục tiêu của Nga là các thành phố lớn, các thị trấn lớn, đặc biệt là phải cho bằng được Kupiansk. Kupiansk nếu một tháng sau nữa mà chúng ta quay lại ăn Tết xong, chúng ta quay lại mà lấy được Kupiansk rất lợi hại này. Cho nên tôi nói cái ăn Tết năm nay chắc tôi cũng không ngon, chắc tôi cũng 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 gọi là ra chiến trường ở đây để chúng tôi để đưa tin kịp thời các bạn. Tức là các bạn cứ ăn uống say sưa đi, xong về cứ cầm máy ra đọc là thế nào cũng có tin chiến thắng ở cái khu vực này. Nói chung là bên Ukraine này thì tôi năm năm nay tôi xác định rồi. Bây giờ ngay trước khi vào trưa Tết mà coi như tôi đã bị một ngày rồi, thì là tôi biết rồi, thì tôi không uống nữa, tức là uống cho có thôi, gọi là nhấp môi thôi, rồi để mà ngồi mà lo tường thuật cho các quý vị và các bạn xem. Còn các bạn quý vị thì cứ cứ đi ăn đi chơi, cứ chúc Tết thoải mái đi, nhưng mà nhớ chiều trưa chiều tối thì là xem vào cái máy xem nó có cái tin thắng lợi của Nga các bạn nhé. Tôi nghĩ là đúng trong cái dịp này luôn đó. Trong một tháng tới đây là coi như là chúng ta là còn có mười mấy 20 ngày nữa là đến Tết rồi, là ăn Tết xong là cũng cả 20 ngày, thì đúng là cái dịp này dịp đánh lớn ấy, cho nên này, chớ vui chơi chớ quên nhiệm vụ các bạn nhé. Rồi các đánh thành phố lớn rồi, khu vực này coi như xong. Thì bây giờ chúng ta đến cái chỗ phía dưới này,
chỗ Makipka này. Makipka này thì chúng ta định vị nó đâu đâu. Đây, cái chỗ này là chỗ này chúng ta mới nói này. Đây là Kupian này. Kupian, đây là Shikoka này. Đây là Kororoka này. Và Tabaika mới lấy này. Thì Makipka đây. Còn dưới này là cái Kramina Turska Terni. Thì cái chỗ này là cái chỗ Makipka. Thì mấy ngày nay bắt đầu chúng ta cũng hay điểm danh. Thì hiện nay UAV của Ukraine nó cũng vào sâu trong này. Vào sâu nó đánh trong này. Đánh những cái xe tăng thông thường vào đây này, thì các bạn biết là nó hay trong các cái đường này, tôi hay nói này, nhất là Kramina này, mấy cái đường này nó hay vào trong này lắm này. Thì hôm qua Nga cũng thiệt hại thì cứ có thiệt hại xe tăng, nhưng mà cuối cùng cũng đánh bật cái lực lượng này đang đang ra khỏi cái khu vực Makivka các bạn nhé. Rồi tiếp đến khu vực Tarani này. Tarani đây thì đây cũng là cái sông này các bạn nhé, cũng là cái sông này. Mà cái chỗ này nó có cái lối qua này. Đó, nó lối qua. Đây là lối này. Đây là lối này nó bằng đất nhé. Còn đây là cái cầu nhé. Đây là cái cầu. Thì cái chỗ này là Nga rất là quan tâm. Đây là cái trạc đây các bạn. Đây, cái thì hôm qua là bên Ukraine nó cũng lại UAV là tấn công là một cái tăng của Nga là bị cái khu vực này. Bị cái khu vực này. Rồi bây giờ đến rừng tội phạm. Rừng tội phạm thì nó có cũng có nhiều cái đánh nhau. Sáng tôi làm sớm này các bạn, cho nên là sớm nhưng mà đến gần trưa tôi mới phát. Thì cái khu vực này nó Nga đánh cũng tương đối dữ dội. Chỗ Dniprova này thì chúng ta biết là cái chỗ này, cái góc này là khó xương nhất nhưng mà Nga cũng đang đánh vào rừng này rồi. Cái rừng này chúng ta biết bây giờ thì chả có cái lá nào, chỉ có cái rừng nào mà cái cây nào mà cây to thì chứ còn cái bình thường là các cái dạng như rừng khộp của Việt Nam là coi như là chỗ Campuchia đấy là coi như là nó rụng hết, các cái rừng thông mạch kim gì đó rụng hết, chỉ có mấy cái anh tùng bách gì đấy thì có thôi, nhưng mà ở đây nó không phải là cái rừng đấy, nó chỉ là rừng nói chung là rụng lá. Thì khu vực này là Nga đánh nói chung là bằng pháo kích, cái địa hình rất là khó khăn và cây cối cũng rất là khó khăn, thì Nga đã kiếm thành cái vùng xám. Cái khu vực này nó thành vùng xám, thực tế là cái khu vực này Nga đánh từ hôm qua hôm nay đánh xuống đây nhiều lắm còn riêng khu vực này Nga đã qua sông được, chỗ này thì chưa qua sông được, chỗ này bên này chưa các bạn nhé, đây nó có cái sông. Còn riêng cái chỗ mà tiểu đoàn nữ đấy thực tế là chắc là chết hết rồi, chết hoặc sơ tán hết rồi chứ cũng chả còn ở đây đâu. Đấy, thì bây giờ nó đứng Nga, tức là đây nó hôm qua chúng ta nói có hai cái lữ đoàn hôm kia, hai cái lữ đoàn 80 và 81 hàng không, hôm nay chỉ còn cái hàng không thôi, còn 80 là không chạy đâu rồi. Đấy là khi này các cái khu vực này là Nga đang đánh xuống cũng rất là hoành tráng. Riêng chỗ Belogorovka này thì Nga đã vượt sông qua được rồi. Thì trên đông bắc này Nga đánh xuống này, đấy, phía đông này đánh ra này, thì còn chỗ nào mà chạy không, đây là mỏ than mỏ đá các bạn nhé, đây là mỏ than mỏ đá. Thì hiện nay là họ đang bên tiểu đoàn 81 đã lùi ra khỏi đây rồi, bởi vì Nga đánh từ các hướng cho nên là không đỡ được. Đây, cái khu vực này nó là như vậy, tóm lại là khu vực này đã bắt đầu qua sông được, nếu qua sông được thì tôi nghĩ là sẽ là tương tác là tốt hơn. Anh đi ngang đi dọc cái sông này nó sẽ oanh tạc tốt hơn, thì các lực lượng kia xuống thì nói chung là cái chỗ này là cũng sớm chiều thôi. Cái rừng tội phạm này mà đến cái mùa đông này mà không lấy được thì coi như đừng đánh, tôi nói cái này là phải lấy cho bằng được. Còn phía dưới này cái chỗ này là khu vực Siverts, đây cái vòng tròn Siverts đây các bạn nhé, đây, sau vòng tròn Siverts, vòng tròn to đó. Thì cái Siverts này là Nga đang đánh ở phía tây của Vinga, đây là khu vực đây Vinga này, Vinga chúng ta biết là nó có một cái đường sắt lên đấy, đấy cái đường sắt này nó sẽ lên tới Siverts này, đấy, đến tới Siverts. Đấy thì hiện nay là Nga đang đánh rất mạnh tại khu vực này, đang pháo kích ở khu vực này, vực này bắt được rất nhiều xe tăng và hệ thống pháo ở khu vực này. Rồi đến lượt cái chỗ Buanoka. Buanoka này thì Nga cũng chưa đánh đấm gì cái chỗ này các bạn nha, đánh chậm lắm. Cái chỗ này thì nhưng mà tôi thấy là hiện nay là Nga lại đang có phát triển ra cái hướng này, đang đánh ra hướng này, đang pháo kích cái chỗ chỗ này, không biết có cái gì ở đây thì đang pháo kích ra đây. Chắc có lẽ là ra cắt cái nó gọi là cái đường 506 nó đi song song với
cái kênh đào các bạn nhé, thì hiện nay chỗ này chỉ còn cái bô nôm ca này vẫn chưa đánh được cái rừng rừng gọi là bố già, rừng bố già dưới này thì chúng ta thấy là hôm qua là đã lấy được một nửa cái nghĩa trang thì vẫn vậy thôi, nhưng mà Nga bây giờ hiện nay đang rất là lúng túng là làm sao mà là anh cái khu vực này bên Ukraine quản lý, mà anh bắt này mà anh phải lấy được cái rừng này, sau đó là anh đánh xuống ở Ivaroka, còn cái chỗ này anh thẳng đánh thẳng xuống là Chasovka, thì cái chỗ này đang lúng túng, cái chỗ này chưa lấy được cái rừng này, chưa lấy được. Còn khu vực Klitschka ở dưới này, Klitschka thì chúng ta thấy hôm qua nó còn rời rạc với nhau, từng mảng, nhưng hôm nay bắt đầu liên cư liên địa rồi, thì khu vực này cũng đang sắp đánh lớn thôi, chúng ta chỉ biết thế thôi. Cái chỗ này là Nga vẫn đứng không biết thế nào lại đứng được cái một cái vị trí ở đây, đấy rất là quan trọng. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ như hôm qua tôi nói rồi, chắc là lính tráng nó cũng 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 đi vào lục tung các nơi để nó nắm các cái địa hình địa vật đấy, thì sau đó là Nga sẽ tấn công từ các cái đây, là tiến tới đây rồi Nga thì chúng ta còn các cái hỏa lực thì từ trên này thì sẽ đánh xuống tất cả các khu vực này. Đây điểm cao mà, đây điểm cao cho nên là đây là điểm thấp, cả cái vùng này nó là vùng đồng bằng thôi. Đấy, như chúng ta biết là trước đây là chỗ ông, đây là cái tượng đài MiG-17 của Bắt Mút đây, thì hồi đấy là ra nhìn ra đây là nhìn trống lắm, rất là trống, thì hồi đấy là lính của bên Ukraine chạy Bắt Mút là chạy ra ngoài ruộng này, là chạy về Chasovka đó, thì cái này tôi nghĩ là Ivanovka này cũng sớm thôi, cũng không đâu mà chạy thoát được. Thì hôm qua là cái chỗ khu vực này thì Nga giao tranh rất là mạnh, thì mới lấy được các cái chỗ chỗ lớn như thế này, và bắt đầu tiến quân lên đây, thì bên Ukraine bắt đầu chạy ra, thì tức là nó cũng chạy vào, mới đầu là đưa đưa quân vào chứ, đưa đưa quân vào tức là bằng Bresley để mà giao tranh ở đây, nhưng mà cuối cùng là cái luân chuyển cho cái đám bên bên Ukraine hay có cái tật đấy, tức là cái thằng nào mà đã trong này chết thì cho mày chết luôn, còn tao tới tao 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 luân chuyển cho mày, nhưng mà bây giờ tao không vào được thì nó chạy về, cho nên cái thằng không vào thì chạy về, còn cái thằng ở đây thì chết luôn này các bạn nhé. Thì cái chỗ này là chúng ta nhớ cái hồi mà trên cái mỏ than mỏ đá chỗ Belorusska đấy là bị luôn. Bây giờ chúng ta xuống chỗ Anipka. Anipka thì hôm nay cũng không có gì vui đấy, các bạn thấy là chả có súng xanh, cũng chả thấy cái súng đỏ nào, gần như chả giao tranh, mà Nga cũng đang rất là lúng túng cái chỗ này. Lẽ ra đây thì chúng ta thấy cũng là cũng ngon rồi đây đấy, nhưng mà đúng ra là phải anh phải xuống đây rồi cơ, chứ bây giờ mà coi như xuống dưới này là không ổn rồi đấy. Hồi xưa là phải xuống đây cơ, nhưng mà bây giờ là cứ loằng ngoằng chỗ này thì cũng chưa ổn rồi đấy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng biết làm sao được, bây giờ cũng nói là nói vậy thôi đấy, là hiện nay là như vậy, đang cũng đang lúng túng. Còn cái chỗ Adipka này thì vẫn đang giao tranh, Nga thì lấy tới cái mút này rồi, nhưng mà cái khu vực này chúng ta thấy là tức là đang giằng co này, cho nên là chưa biết bên nào ăn bên nào đấy. Bên kia thì họ phải tấn và bên này phải giữ, mà Nga thì tôi nói là đại quân anh phải vào tới đây được, khi mà vào tới đây thì cái cơ hội anh nhiều hơn. Đấy, chỗ này chúng ta thấy là thực tế là nó cũng chả an toàn, ruộng với cây với rừng. Đấy, còn các điểm cao nó nằm ở đây đấy, chúng ta thấy ở đây là điểm cao này, cái màu màu này là bắt đầu điểm cao này. Đấy, thì cái chỗ này là Nga đã lấy được cái mỏm này là tốt rồi, nhưng mà bây giờ anh phải vào đây thì bắt đầu anh mới có các cái cơ hội anh vào đủ thứ đường hết. Đấy, anh tới đây là tới cái chỗ này thì chúng ta hôm trước là chúng ta đã nói là đây cái mục binh đây là bắt đầu anh đủ thứ đường rồi, anh đi này đấy, anh vào đấy, vào này đấy, bao nhiêu là đường đấy, mà anh đã lấy được cái mục binh này là anh đây đã chặn luôn cái đường T05 này nữa này, là xuống cái thành trì với xuống cái pháo đài Tarot cũng như là cái thành trì Chaska ở dưới đấy. Thì hiện nay cái chỗ này thì chúng tôi thấy cũng chưa chưa có những cái biểu hiện gì tốt, đây cái Chaska đây. Đấy, còn đây là ông Tarot đây. Đấy. Ông Tarot đây thực tế là Nga đánh lúc nào, bất cứ lúc nào, sự vây xung quanh rồi. Nhưng mà hôm nay cái chỗ Perovskaya này thì lại được này. Đấy. Đây, chỗ đây là Perovskaya. Thì hôm qua chúng ta, các bạn nhớ là hôm qua là tôi nói là lấy từng mảng xong lấy được cái miếng này rồi. Phải không? Qua nữa. Là lấy cái chỗ này rồi. Nếu mà các bạn nào mà theo dõi liên tục các bạn nhớ cả. Thì tôi nói là lấy được cái phố này rồi. Đấy. Thì còn cái bên này có một cái đường phố mà có hai bên nhà này thì Nga thế nào cũng lấy thôi. Thì đúng là Nga hôm nay lấy thật. Đấy, lấy luôn. Đấy, đây chúng ta thấy là đây này. Đấy, lấy được cái mỏm này.
lấy được cái bên này rồi mà lấy thêm cái phía dưới này, mà thực tế là lấy luôn cả chỗ này rồi chứ không phải là đấy không đấy đâu. Tôi thấy thẳng luôn đó này, đó tôi thấy thấy thẳng từ đây thẳng xuống này, đó vẹt như thế luôn, chứ tự nhiên để một cái lõm lõm này, cái màu này là cái gì đấy. Thì hôm qua là mới lấy được cái chỗ này các bạn nhé, đấy, hôm nay lấy được cái chỗ này luôn rồi, lấy luôn cả cái mảng này luôn. Ok tốt. Rồi bây giờ chúng ta đến cái chỗ phía dưới này, Novomikhailovska hôm nay Dũng bỏ qua là ghét quá không thèm nói nữa, đánh chi mà đánh cái mất dần này. Đấy, xuống là không xuống được, là bây giờ vỡ vào trong này nữa, mệt quá. Rồi chúng ta đi ra cái chỗ Novodonetsk, đây là Novodonetsk này, đây. View vào thì thấy các bạn cái này là chúng ta chỉ thấy Staromajerskoe thôi. Thì cái chỗ này bên này nó có cái sông, đấy, chúng ta nhớ không? Đó, cái sông. Ở đây có cái cầu đi qua đó, cầu đi qua mà có cái lừa được bao nhiêu xe tăng của bên kia qua. Thì hôm qua là cái chỗ này nó có một cái, thì cái khu vực này ngày hôm qua ấy là nó bên Ukraine nó có một cái loại UAV mà mặt đất đấy các bạn, nó giống như là cái xe chạy bộ mặt đất mà nó bay lên cũng được, thì Nga nó cũng có, nhưng mà hôm qua là họ sử dụng cái loại UAV đấy, là nó thứ nhất là nó có thể là tiếp cái lương thực thực phẩm, cái thứ hai là nó mang bom bọc phá, nó đi tìm đúng ở cái chỗ nào đấy là nó nổ. Thì hôm qua nó chui vào xuống cái gầm cầu nó nổ, mà tôi thấy hình như là cái cầu cầu cạn thôi, là hình như là không bị sập. Đấy, thì hôm qua họ đã sử dụng cái đó đã nổ vô đồ nhé. Tại khu vực Robotyne này thì hôm qua thì Nga tấn công vào phía tây và gần với trung của cái chỗ Robotyne. Robotyne này thì chúng ta thấy là Nga đang tấn công vào đây. Nói chung các cái khu vực này cũng đánh giỡn chơi thôi, chứ tôi thấy có cái gì dưới này nó đánh hoài. Rồi thì bên Ukraine có gì không? Có UAV nó cũng đang phá hoại các cái chỗ mà Nga đang tấn công. Vậy thôi. Còn riêng cái chỗ mà Kyrenki thì Nga đánh từ trên này, Nga đánh xuống. Dọc đây là tất cả cái chỗ nào mà nó có nghi ngờ chính gián thì đến coi các lực lượng Ukraine hoặc là đồn trú hoặc là tàu thuyền là cái gì đấy là Nga đánh hết cái khu vực này, đặc biệt là cái ông Berislav này là ông được nhiều nhất này. Còn đây là cái chỗ này là cái chỗ mà cái chúng ta biết là cái đập, còn Lvova là đương nhiên rồi, Tayinka là chỗ cái sông. Thì đây chúng ta vào cái chỗ Tayinka là cái chỗ cái sông này, là cái anh này là cái anh đấy, cái anh hay đi đi theo cái dạng này, cái anh xuống đấy. Thì qua thì nói chung là cái chỗ mà Kyrenki này là Nga có thể nói là một là kiểm soát hoàn toàn, hai là nếu mà không có Ukraine thì đây là vùng chết không ai vào ra được, và tất cả Ukraine đã bị dồn hết xuống dưới dưới sông này rồi, tức là dưới ở dưới cổ này thôi đấy. Ông cố thủ thì ông cố thủ dưới này, thì bây giờ cái khu vực trong dưới này là bây giờ bên Ukraine người ta thủ dưới này họ thủ thôi, chứ còn là bây giờ trên phía trên này là vùng đất chết rồi, là không có được các bạn nha. Vậy thôi chương trình hôm nay là như vậy. Thì tóm lại nó là gì, ngày hôm nay nó có một số cái tin như thế là vui, chúng ta thấy súng đỏ không chứ không có thấy súng xanh. Nga đánh gần như khắp biên giới, các cái hệ thống pháo rồi các cái lính thám báo rồi những là biên phòng vân vân, đặc biệt là một cái Patriot tại cái khu vực, tức là cái mà đã dùng bắn rơi cái IL-76, mà chúng ta biết IL-76 là 55 triệu đô. Còn cái Patriot này cả một cái hệ thống và tên lửa thì nó là 1 tỷ. Còn cái sổ Kupian thì bây giờ nó đang báo động và nó đang lắp đặt các cái Ukraine đang lắp đặt các cái pháo viết và các cái súng đại liên hỏa tiễn các hỏa lực ở trên các cái nhà cao tầng phía bên tay phải của Kupian. Đấy, còn các cái điểm giao cắt mà đi qua sông Osko thì đều đã coi như là chắc là một là cài mìn nổ nổ các thứ gì đấy sẵn sàng. Shinkovka Nga cũng đã xuống sâu rồi. Đấy, sâu hơn chứ còn Shinkovka chắc dễ lấy, đặc biệt cái chỗ Tabayka thì Nga đã chiếm ra được, nên là chúng ta thấy là đây cả một vùng rộng lớn đây thì Nga sẽ chiếm rất là dễ, và phương châm của Nga là lấy các thành phố lớn cũng như các thị trấn lớn ở các khu vực này. Ngoài ra cái chỗ khu vực Kolyatrovka, Kislovka, Ivaninka và Ivanovka thì Nga cũng đang đang tiến hành, chỗ này còn lấy được rồi. Cái chỗ mà khu vực rừng tội phạm thì hiện nay là Nga đã vượt qua sông và đang đánh từ đông ra, từ bắc xuống, từ đông bắc xuống. Tại khu vực Bohanovka, Ivanovka thì Nga hiện nay
đang chuẩn bị có khả năng là sẽ đánh lớn trong 48 giờ tới tại khu vực Ivanovka. Nga đã chiếm được hết toàn bộ khu vực các cái điểm cao chỗ Krivitsa. Còn khu vực Adipka thì chúng ta cũng thấy chưa có gì gọi là khởi sắc, nó vẫn là đang dệt dữ lẫn nhau. Còn Pervomaiska thì Nga cũng đã chiếm được cái mà nơi mà có thể nói là khó chiếm nhất từ trước đến nay. Vậy thôi, cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi vào ngày Chủ nhật. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau. Bye bye.